Thưa quý vị, sáng nay, ngày 13 tháng 4, tại sân nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa và thương người như thể thương thân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 820.000 hộ gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, các địa phương đang nỗ lực triển khai để đến hết năm 2025 hỗ trợ nhà ở cho khoảng 145.000 hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực lớn để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn khoảng 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ, phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Một bộ phận người dân còn thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, điện, trường học, khám chữa bệnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc và các địa phương đã vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đến năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa nhân văn, thiết thực, góp phần mang lại mái ấm cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi và triển khai hiệu quả phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trong cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhất là với người nghèo, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, phát huy các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra, bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình, bảo đảm không hình thức, chất lượng công trình và đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch, chống tiêu cực lãng phí. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng và sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thực chất vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức thông báo đã quyên góp được 376 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo Trung ương cho 5 tỉnh Tây Bắc gồm Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và trao nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.